Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các đồng nghiệp. Nay tôi xin báo cáo một chuyên đề thách thức trong điều trị biến chứng tim thận, cơ hội nào cho bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta đều biết rằng đối với bệnh nhân đái tháo đường, đây là một yếu tố nguy cơ tim mạch cao và yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân đái tháo đường, ngoài cái biến cố tim mạch thì những cái biến cố về thận cũng đang rất được nhiều người quan tâm. Những bệnh nhân có biến cố tim mạch thì nó sẽ làm tăng nguy cơ cái biến cố về thận, và biến cố về thận nó làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Và đây là một vấn đề, nó tạo thành cái vòng xoắn bệnh lý và làm nguy cơ bệnh nhân tử vong cũng như chất lượng cuộc sống và đời sống của bệnh nhân bị rút ngắn rất nhiều. Và chúng ta thấy rõ ràng là những trường hợp mà suy tim thì làm cho nguy cơ tử vong bệnh nhân tăng lên. Những bệnh nhân suy thận, đặc biệt những suy thận giai đoạn cuối, thì làm cho tình trạng suy tim tăng lên và nguy cơ tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường nó tăng cao. Bây giờ đứng trước cái vấn đề tim thận ở bệnh nhân đái đường, và đây cái khái niệm của cardiorenal gần đây đã được quan tâm rất nhiều của các chuyên gia về nội tiết cũng chuyên gia về tim mạch. Vấn đề đặt ra ở chúng ta đây là làm thế nào để chúng ta can thiệp được vào cái bệnh lý tim thận ở bệnh nhân đái tháo đường để hạn chế được tối đa những cái biến cố và làm tăng tuổi thọ cũng như là tăng cái chất lượng cuộc sống của người bệnh và giảm được cái tỷ lệ tử vong do biến cố tim mạch cũng như là biến cố thận, và hai cái nó đan xen lẫn nhau. Thế thì vấn đề chúng ta đều biết rằng là đái tháo đường từ xưa đến nay chúng ta ấy mới chỉ là quản lý đái tháo đường, là chỉ quan tâm nhiều đến quản lý làm sao quản lý được đường huyết, sau đó đến mức là quan tâm dần đến HbA1c. Tuy nhiên hiện nay cái quản lý đái tháo đường không dừng lại là chỉ quản lý đường huyết và HbA1c mà phải điều trị đa yếu tố, tất cả các yếu tố nguy cơ. Như vậy thì mới hy vọng có thể ngăn chặn được những cái biến cố, đặc biệt là các biến chứng mãn tính về tim, về thận, về bệnh lý sơ vữa ở bệnh nhân đái tháo đường, và vì vậy nó sẽ dẫn tới là làm giảm được cái tỷ lệ tử vong do các biến cố tim thận ở bệnh nhân đái tháo đường. Các nghiên cứu kinh điển về lợi ích của kiểm soát đường huyết tích cực, như chúng ta đều biết, nghiên cứu EKPS, nghiên cứu ACOG, nghiên cứu Van, VAS và Origin, thì thấy rõ ràng là khi chúng ta kiểm soát đường huyết tích cực thì nó là giảm được các biến cố vi mạch. Tuy nhiên các biến cố về mạch máu lớn rồi là tỷ lệ tử vong thì nó giảm không rõ ràng, mà nhiều khi ta cũng chưa thấy được cái sự giảm một cách rõ rệt ở những cái nghiên cứu kinh điển mà các nghiên cứu ví dụ như là ACOG. Thì tuy nhiên là chúng ta đấy chỉ mới quan tâm đến là chúng ta quản lý chặt chẽ đường huyết, thì chúng ta chưa có những nghiên cứu trước kia chưa có nghiên cứu để quan tâm đến làm sao quản lý đa yếu tố ở bệnh nhân đái tháo đường. Thế thì cái gánh nặng của biến chứng tim mạch thận ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, chúng ta đã đề qua một cái nghiên cứu trên 1 triệu bệnh nhân ở khu vực châu Âu và ngay cả châu Á như là Nhật Bản, thì thấy rõ ràng các biến cố về tim thận ở bệnh nhân nó xuất hiện rất là sớm, xuất hiện sớm. Ví dụ xuất hiện rất sớm như bệnh nhân suy tim, như đặc biệt chúng ta trong lâm sàng nhiều khi khám bệnh nhân đái đường chúng ta cũng không để ý đến, hay là những bệnh nhân có cái microalbuminuria, đấy là những biến chứng thận hết sức sớm. Và nếu chúng ta can thiệp ở những cái giai đoạn sớm như vậy thì nó gọi là phòng bệnh tiên phát, và nó ngăn chặn được cái tình trạng diễn tiến trở thành bệnh thận mạng hoặc là bệnh nhân suy tim đến mức phải nhập viện. Và nếu chúng ta không ngăn chặn được những biến cố thì cái nguy cơ tử vong bệnh nhân sẽ tăng lên. Thì cái biến chứng tim mạch thận nó xuất hiện sớm, trên 60% bệnh nhân đái tháo đường đã có cái biến cố về tim thận xuất hiện rất là sớm. Và vì vậy cái vấn đề đặt ra là chúng ta phải phát hiện sớm, chúng ta làm thế nào có một cái phương pháp điều trị nào đó để làm ngăn chặn sớm các biến chứng này. Còn nếu không, chúng ta phát hiện muộn, những giai đoạn muộn chúng ta vẫn cố tích cực điều trị, những đấy chỉ là phòng bệnh thứ phát thôi mà thôi. Tức là gì? Cháy nhà lúc đấy chúng ta mới lo cứu hỏa. Và nếu có cứu tốt lắm thì cũng chỉ được vài cái cột. Đúng không? Vài cái cột cháy, là quan trọng chúng ta phải phòng tiên phát từ khi xuất hiện các dấu hiệu sớm nhất. Các nhóm thuốc cổ điển, như qua rất nhiều các nghiên cứu, các tác giả cũng đã báo cáo rất nhiều là các nghiên cứu những cái nhóm thuốc cổ điển nó chỉ dừng lại ở mức an toàn với tim mạch, đặc biệt cái nhóm ước chế 14 cũng là chỉ cho thấy là nó an toàn trên tim mạch. Tuy nhiên những cái nghiên cứu gần đây, đặc biệt là FDA công bố là tất cả những nhóm thuốc mới trước khi đưa ra thị trường phải được nghiên cứu về tính an toàn tim mạch đối với nhóm thuốc thế mới, thì đặc biệt là những cái nhóm như ước chế 14 rồi SGLT2, GLP-1 thì những cái báo cáo này các đồng nghiệp cũng đã được nghe rất nhiều rồi, đó là những cái báo cáo về an toàn về tim mạch bệnh nhân đái tháo đường.
Trong những hai cái nhóm mà được gần đây được đề cập rất nhiều, đặc biệt trong Gala 2021, tí nữa tôi sẽ trình bày các đồng nghiệp đấy, là GLP-1 và GLP-1 thì nó làm giảm được các biến cố tim mạch trong bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch sơ vữa. Tuy nhiên chỉ có cái SGLT-1 cho thấy có lợi ích trên tình trạng suy tim và bệnh thận mạng. Như vậy rằng qua những nghiên cứu người ta thấy rõ ràng là cái GLP-1 cũng như SGLT-2 thì nó làm giảm cái biến cố tim mạch ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch sơ vữa. Tuy nhiên GLP-1 nó chỉ cho thấy là nó những bệnh nhân suy tim và bệnh nhân suy thận mạng thì nó cái kết quả cái lợi ích của nó chưa được rõ ràng. Tuy nhiên SGLT-2 thì nó lại có ích bảo vệ tim thận một cách hết sức là rõ rệt trên cái quần thể bệnh nhân mà có những cái yếu tố nguy cơ. Những cái nghiên cứu trước của chúng ta nghiên cứu MVS outcome lấy ví dụ là nghiên cứu ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch sơ vữa hoặc đã có những biến cố về tim mạch rồi thì nó làm giảm biến cố tim mạch khá rõ. Tuy nhiên những nghiên cứu sử dụng cái data kipogen ấy thì nó sử dụng ở những nhóm bệnh nhân là có bệnh lý tim mạch sơ vữa, tuy nhiên cái nhóm mà có các yếu tố nguy cơ nó chiếm đến khoảng 50%, tức là nó đại diện tương đối cho cái cộng đồng bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 ở trong cộng đồng này, thì thấy rõ ràng là nó làm giảm được cả cái biến cố tim mạch thận ở những nhóm bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Tức là gì, cái nhóm thuốc này, cái nghiên cứu này đã được là nó làm giúp cho chúng ta có cái cơ sở để phòng bệnh tiên phát bệnh lý tim mạch thận ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, tức là phòng sớm những cái biến cố về thận cũng như về tim mạch. Và qua những nghiên cứu đó thì các guideline nó có những cái thay đổi hết sức là tích cực, tức là nó khuyến cáo tích cực điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Và chúng ta những bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ rồi thì chúng ta phải cân nhắc lựa chọn những thuốc hạ đường huyết có lợi ích trên các yếu tố nguy cơ tim mạch cũng như là sự tiến triển của bệnh thận mạng. Thì cái điều này nó được chứng minh trong cái guideline của ADA năm 2021, nó đưa ra rõ ràng là nó khuyến cáo SGLT-2 là cái nhóm thuốc được khuyến cáo sử dụng sớm ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà có tiền sử bệnh tim mạch sơ vữa nguy cơ cao. Ngay từ nhóm mà có nguy cơ cao tim mạch sơ vữa cũng nên khuyến cáo những bệnh nhân đã có suy tim, những bệnh nhân có bệnh thận mạng và ngay cả nhóm bệnh nhân cần phải giảm nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt là đối với người cao tuổi hoặc là những người bị sử dụng nhiều thuốc hoặc bệnh nhân sử dụng insulin thì nguy cơ hạ đường huyết cũng là rất cao, và những bệnh nhân cần kiểm soát cân nặng. Thì cái khuyến cáo ADA 2021 khuyến cáo SGLT-2 là cái nhóm thuốc lựa chọn đầu tay trong điều trị những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ về tim thận. Trước kia những cái nghiên cứu Decleptomy 58 thì hầu hết là những cái nghiên cứu sơ vữa là chỉ tập trung tuyển những bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tim mạch sơ vữa thôi, để xem là những sử dụng nhóm thuốc ngoài quản lý đường huyết, quản lý HbA1c thì nó làm giảm được các biến cố tim mạch hay không. Và thấy rõ ràng nhóm SGLT-2 là nó làm giảm được cái biến cố tim mạch một cách hết sức rõ rệt qua rất nhiều nghiên cứu. Đó, như là nghiên cứu Leder, nghiên cứu T-Code, nghiên cứu Carolina vân vân. Và ngay cả những nghiên cứu MPREX outcome nó cũng chỉ là chọn ở những bệnh nhân có tiền sử tim mạch sơ vữa. Tuy nhiên trong những cái nghiên cứu gần đây thì người thấy rằng là người ta quan tâm nhiều đến cái nhóm mà bệnh nhân đái tháo đường nhưng đã có các mới có cái yếu tố nguy cơ thôi, nhưng nó chưa có bệnh lý tim mạch sơ vữa cụ thể, nó chưa có bị nhồi máu cơ tim, chưa có tiền sử bị sốc, thì liệu sử dụng cái nhóm SGLT-2 này nó có giảm được các biến cố về sau ở bệnh nhân hay không. Thì rõ ràng người thấy rằng là cái lợi ích của cái nghiên cứu Decleptomy 58 ấy thì là muốn lựa chọn ở cái nhóm bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ tim mạch, nhưng trước đó có thể là khoảng trên 40% những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như chưa có tiền sử bị đột quỵ, chưa có tiền sử bị nhồi máu cơ tim, và đưa vào cái nhóm nghiên cứu để xem là ngay điều trị sớm như vậy mới có yếu tố nguy cơ thì nó làm giảm được cái biến cố tim mạch hay không. Thì cái kết quả của nghiên cứu Decleptomy 58 nó chỉ ra rất rõ đó là ngay điều trị sớm như vậy thì nó làm giảm được các biến cố về tim mạch, và như vậy một cái vai trò hết sức rõ rệt
của cái nghiên cứu DTMI chỉ chúng ta rõ đó là phòng ngừa tiên phát các bệnh lý về tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường, và đặc biệt tim mạch thận ở bệnh nhân đái tháo đường, ngay cả giai đoạn mà tổn thương thận sớm mới có microalbuminuria. Và như vậy cái lợi ích và bảo vệ phòng ngừa sớm ấy, nó đóng một vai trò hết sức là quan trọng để nó hạn chế được cái biến cố tim mạch thận ở bệnh nhân. Và cái điều trị sớm này là cái nghiên cứu DTMI là nó ở những bệnh nhân ngay cả có những cái yếu tố về nguy cơ tim mạch, và như vậy nó điều trị hết sức là sớm. Và trong cái nghiên cứu DCLA này thì những bệnh nhân có mức lọc cầu thận trên 60 là đến 93%, tức là bệnh nhân mới chỉ có bước đầu của cái suy thận độ 2 thôi, 90 đến trên 90 rồi là trên 60 rồi trên 30, tức là người chọn những cái nhóm bệnh nhân mà có biến chứng thận, có microalbuminuria, có albuminuria nhưng chưa có suy thận vào cái nhóm này. Để thấy rằng cái đây là những nghiên cứu đánh giá về tim mạch thận, về số lượng bệnh nhân đái đường có yếu tố nguy cơ. Ý nghĩa lâm sàng thì cho thấy rõ ràng là cái nghiên cứu DCLA-TIMI là nó chọn ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có bệnh lý tim mạch sơ vữa, nó chỉ chiếm 41% thôi, nhưng hai yếu tố nguy cơ trở lên là chiếm trên 50% vào cái nhóm nghiên cứu. Tức là gì? Nó để nhằm mục đích sử dụng xem là cái nhóm thuốc này, cái dapagliflozin, có tác dụng phòng tiên phát ở bệnh nhân đái tháo đường thứ 2 về bệnh lý tim mạch thận hay không. Và rõ ràng người ta thấy rằng cái dapagliflozin nó làm giảm tỷ lệ tử vong ở tim mạch, nhập viện cho suy tim, các biến cố thận và biến cố về tim mạch, đặc biệt là cái biến cố về thận nó giảm được tới 47%, các biến cố về tim mạch thận nó giảm được 24%, tức là như vậy nó giảm khá là sớm ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Những cái biến chứng do thận thì đặc biệt là những chúng ta chỉ phát hiện ở giai đoạn sớm, tức là có microalbuminuria. Tuy nhiên thì cái nghiên cứu cái DCLA-TIMI cho thấy là cái phức hợp biến cố thận ấy chúng ta sử dụng sớm nó làm giảm được cái microalbuminuria và nó trở về bình thường, và những bệnh nhân có macroalbuminuria để trở thành microalbuminuria và trở về bình thường, cái tỷ lệ đạt tỷ lệ rất cao. Như vậy nó sẽ ngăn chặn được sự diễn tiến bệnh thận nặng ở bệnh nhân đái tháo đường. Và ở bệnh nhân đái tháo đường thì nguy cơ diễn tiến trở thành bệnh lý thận mạng, và từ đó nó gây ra bệnh tim thận ở bệnh nhân đái đường và nguy cơ tử vong rất cao. Thế thì cái nghiên cứu này nó minh chứng là chúng ta có thể ngăn chặn được những cái biến cố, những tiến triển bệnh thận mạng sớm ở bệnh nhân mới có microalbuminuria mà chưa có thay đổi về mức lọc cầu thận. Nó làm thoái triển được đạm niệu cả microalbumin và albumin, và 80% bệnh những cái nhóm này ấy, là những bệnh nhân đã đang sử dụng ức chế thụ thể hoặc ức chế biến chuyển để điều trị tăng huyết áp. Và rõ ràng là ngoài cái chuyện đó ra thì sử dụng cái dapagliflozin nó làm giảm được cả thêm cả cái microalbuminuria cũng như albuminuria ở những bệnh nhân đã có biến chứng thận sớm mà chưa có suy thận. Ở những bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim thì cho thấy nó giảm có ý nghĩa tới 16% các biến cố về tim mạch. Và một cái nghiên cứu là nghiên cứu DAPA-HF, nghiên cứu bệnh nhân suy tim có phân suất tông máu giảm ấy, thì 42% bệnh nhân đái tháo đường thứ 2, đây là nghiên cứu ở Việt Nam với 138 bệnh nhân, thì thấy rõ ràng rằng dựa vào các tiêu chí chính như là tử vong tim mạch, nhập viện suy tim hoặc là cấp cứu suy tim nó giảm tới 25%, nhập viện suy tim nó giảm tới 23%, tức là gì, nếu bệnh nhân mà đã có bệnh lý tim mạch, có suy tim mà phân suất tông máu giảm thì nó làm giảm được các biến cố bệnh nhân phải nhập viện tới 25%. Đặc biệt là nghiên cứu DAPA-CKD là nghiên cứu thử nghiệm đầu tiên của SCT2 bệnh nhân thận mạng ở bệnh nhân cái nhóm bệnh có bệnh lý thận mạng có suy thận như có đái đường hoặc là không có đái đường, để xem cả cái nhóm đái đường có suy thận mạng và suy thận mạng không có đái đường thì nó giảm được như thế nào. Thì thấy rõ ràng là cái nhóm thuốc này nó giảm đến 31% bệnh nhân tử vong do mọi nguyên nhân mà các thuốc ức chế thụ thể chưa chứng minh được. Về cái dữ liệu an toàn thì dữ liệu an toàn thì qua rất nhiều những nghiên cứu nhóm SGLT2 nói chung thì cái nguy cơ như là nhiễm toan, nhiễm trùng đường miệng, nấm sinh dục, giảm huyết tuần hoàn, tổn thương thận cấp thì cũng tương đương với nhóm placebo. Cái phân tích gộp thì cho thấy tỷ lệ tác dụng phụ nhóm SGLT2 cũng tương đồng với cái nhóm ức chế DE4, và so với nhóm ức chế DE4 mà chúng ta đã có khá nhiều kinh nghiệm sử dụng thì cái dapagliflozin nó mang lại cái lợi ích. Ngoài đường huyết bên cạnh nó còn kiểm soát được cả cái HbA1c hiệu quả, và nó làm giảm cân được tới 2,4 cân
và nó làm giảm được huyết áp, tức là nó giảm cân và giảm huyết áp hơn cả nó ức chế đường uống. Và cái nhóm này thì nó được sử dụng cho phần lớn các bệnh nhân đái tháo đường mà đã có biến chứng thận hoặc đã có suy thận, và đặc biệt những bệnh nhân nó giảm được glucose niệu và albumin, nó làm giảm được phòng vệ, nó phòng tiên phát sự tiến triển bệnh thận mạng ở bệnh nhân đái tháo đường, và nó bảo vệ thận sớm, bảo vệ tình trạng nhập viện do suy tim cũng như bảo vệ được cái biến cố tim mạch sớm. Còn một slide. Rõ ràng là qua những nghiên cứu Dicretini cũng nghiên cứu DAPA-HF, DAPA-CKD thấy rõ ràng chứng minh rằng nhóm SGLT2 đặc biệt là DAPA-Kipuzin nó làm, nó có tác dụng bảo vệ tiên phát những trường hợp đái tháo đường, suy tim cũng như là các biến cố về thận, nó giảm được sự tiến triển các bệnh thận, khiến thành bệnh thận mãn và làm giảm được cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân đái tháo đường có cái biến chứng về tim thận. Xin cảm ơn sự chú ý của các đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày của Phó giáo sư Đỗ Trung Quân. Giáo sư Đỗ Trung Quân là Chủ tịch Hội Nội tiết Hà Nội. Xin mời giáo sư Trâm tặng hoa cho tặng giấy khen cho. Chúng ta vừa nghe phần trình bày của giáo sư Quân về SGLT2 ức chế. Hiện nay SGLT2 ức chế không phải là của nhà nội tiết nữa mà bây giờ của nhà tim học, bởi vì nó có bốn cái tác dụng, tức là biến đổi angiotensin 2 thành 1,7, nó trở ngược lại đối chiếu với angiotensin 2. Cái thứ hai nó là có một cái tác dụng là giảm cái với cánh NH3, NH1 là làm sơ hóa cầu thận và sơ hóa cơ tim. Một cái tác dụng thứ ba nữa nó làm tăng magnesium, làm gây giãn mạch, và cái cuối cùng nữa là nó làm tăng erythropoietin. Như vậy nó có bốn tác dụng khác. Chính vì vậy hiện nay ở các nhà tim mạch vấn đề suy tim người ta đang vấn đề sử dụng. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư.